Thì mình cũng xin chia sẻ một chút về rất là nhiều câu hỏi của anh em, và cũng rất là nhiều anh em có nhu cầu sử dụng những cái cặp loa phải chất lượng, phải hay, phải ngon, phải bổ nhưng mà lại phải rẻ. Vâng, thưa anh em, một cái câu hỏi và một cái nhu cầu rất là khó khăn cho những nhà sản xuất cặp loa. Rất là khó khăn cho nhà sản xuất ra cặp loa. Vâng, thưa anh em, đã ngon bổ thì bao giờ cũng không có rẻ. Một là rất là mắc, hai là rất là vừa túi tiền. Chứ giá mà đã rẻ thì chắc chắn nó sẽ không có thể ngon và bổ và chất lượng được nữa, thưa anh em. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn cũng như là anh em một những cái dòng loa. Loa này là loa Lyazay 30, và cái dòng này thì mình rất là thích cái dòng Lyazay. Dòng hỏa tiễn thì nó sẽ hơi bị chói khi mà mình ngồi gần quá, chắc chắn rồi, nó phóng xa thì nó phải sẽ hơi chói chút xíu, nhưng mà cái dòng Lyazay này thì nó rất là êm, vừa nghe nhuyễn hay, ngồi gần không có chói nhưng mà âm thanh vẫn đi rất là xa, tiếng vẫn rất là ok. Thì cái dòng Lyazay này, một cái dòng hoàn toàn mới, thùng sơn cát đây, với ngon, chất lượng, bổ nhưng mà không rẻ, giá thành là hợp lý nha anh em, hợp lý cho anh em chứ không có rẻ. Như thế này mà đòi rẻ nữa thì không thể nào, mà rẻ thì nó cũng không thể nào hay và không thể nào chất lượng được anh em. Sơn cát rất là đẹp luôn, tuyệt vời. Dòng này model mới nhất năm 2024, Lyazay 30, đồng bộ từ neo thương hiệu của Ruby. Thùng này đóng tại thành phố Hồ Chí Minh thôi, nhưng mà đấy, như anh em đã nhìn, nó rất là đẹp. Này, phía sau nữa này. Thì bây giờ Việt Nam mình cũng công nghệ rất là tiên tiến rồi anh em. Mọi thứ là hoàn hảo, cũng không thua kém gì cái thùng nhập nha anh em. Không thua kém gì cái thùng nhập bên Trung Quốc mấy đâu. Rất là tuyệt vời, ván này, ván Mala. Đó. Rồi cái con loa này thì cái cấu hình của nó là một củ bát 30 neo. Quay quay của nó là 76 và củ chép neo 850 nguyên khối. Dòng này là 600W trên một loa ở chế độ 8 ohm. 600W trên một loa ở chế độ 8 ohm. Anh em dùng những cái loa full này, nó yêu cầu không có tốn nhiều công suất như con loa súp. Con men công suất của anh em chỉ từ 800W một kênh, 800W một kênh ở chế độ 8 ohm là đánh là ok ngon lành, tại vì nó lấy lời thôi. Đánh như vậy là chỉ có lấy lời thôi anh em ạ. Bát hoàn toàn cắt hết, bát súp đưa xuống dưới này hết rồi, đường dưới trên này là chỉ lấy lời thôi. Đặc tiếng mic thì mộc mình đang nói này rất là ok, tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, phía dưới này là mình sẽ kết hợp một cái con súp voi coi là 115 công suất 1500W đến mắc 3000, rất là mạnh mẽ và uy lực với con này. Thùng này cũng sơn cát luôn, hậu là 80, cao 90, ngang 60. Cái thùng Lyazay này điều chỉnh lại cho nó hợp vừa khít với cái dòng cái thùng súp này luôn. Với một cấu hình như vậy, anh em có thể có điều kiện thêm một cái cặp cassette nữa, anh em kê lên thì nó qua đầu mình, và bộ này thì nó sẽ phủ tầm 400 khách đổ lại ngoài trời, quá là ngon này. Đây, tiếng nó rất là lớn, mạnh lắm, một con 600W thôi mà tiếng nó rất là lớn, rất là mạnh đấy, thưa anh em. Hai cặp này công suất của nó và cái độ lớn của nó sẽ hơn hẳn một cặp hỏa tiễn 30 thôi anh em, ok nhé. Và giá thành của một cái cặp này chỉ có 13.300.000, 13.300.000 trên một cặp này. Nó là thùng sơn cát model mới nhất. Và trước đây thì bên mình có dòng chỉ có 12.900.000, đó là sơn nước. Còn dòng này hoàn toàn mới rồi, được thiết kế mọi thứ lại rất là mới và chất lượng rất là ok. Và cũng có nhiều anh em sẽ hỏi full một bộ này bao nhiêu, thì đây mình sẽ ghép chung. Hôm nay chủ yếu là giới thiệu về cái dòng Lyazay 30 này thôi. À, cũng có nhiều anh em sẽ lên hỏi full một bộ bao nhiêu thì mình sẽ giới thiệu luôn. Cái này là mình chưa có mixer nha anh em. Thưa anh em, anh em có nhu cầu thêm mixer thì mình có thể thêm một cái bàn mixer 8.700.000 nữa thôi, đó là tính riêng. Còn đây bây giờ mình chỉ giới thiệu một cái tủ máy như vậy. Đầu tiên một con quản lý nguồn điện này, một bộ mic này, một con van số rồi tới đây thôi, con này bỏ, con này bỏ. Rồi phía dưới này một con 4 kênh nguồn xung, con này 1300W trên 1 kênh. Con 2 kênh nguồn xung 2000W trên 1 kênh, xin 8 ohm luôn.
Với cái dàn như vậy thì anh em không lo điện yếu, cái nào cũng autovol hết, từ mic, từ van đều autovol hết. Đó. Giá rất là hợp lý cho anh em, chỉ có 89 triệu, chưa có bàn mixer, Ok nha anh em, đó là full một bộ. Còn hôm nay chủ yếu là giới thiệu về cái dòng Line Azay này. Đảm bảo anh em hai cặp Line Azay này nó sẽ mạnh hơn hẳn một cặp loa Hỏa Tiễn 30 đôi đồng bộ tiếng em. Đó, nó sẽ mạnh hơn hẳn và tiếng nó lại rất là lớn. Đúng là một cặp này nếu ngoài trời anh em phải kết hợp với một cặp xúc kép. Cặp xúc kép từ coi 100 và công suất lớn trở lên nha anh em. Còn cái dòng yếu yếu quá thì sẽ không loại được với hai cái cặp này. Còn đây là phần dòng xúc này nó sẽ rất là vừa phải, kết hợp chuẩn theo cái này luôn. À, coi 115, công suất từ 1.500 đến 3.000W. Đó. Hai con loa này thì nó cộng lại thì nó là công suất 1.200W rồi. Đó, hai con loa này cộng lại. Và bộ này đó, như anh em có nhu cầu, anh em có điều kiện, anh em có thể thêm một cái tủ cassette để lên cho qua đầu phủ 400 khách. Với hai cặp Line Azay này, nó quá là ok, rất là tuyệt vời, rất là nhiều khách đã dùng những dòng Line Azay của bên mình cũng như dòng Hỏa Tiễn về rất là thích luôn, tiếng nó sáng, nó rõ và đi rất là xa. Ok, thì ngay sau đây như thế nào thì xin mời anh em cùng nghe nhạc. Cái mic thì mình đang nói này, có một chút xíu echo ở trong đó thôi. Ok. Buồn một lần qua
khó.